Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Yến giới thiệu một bộ sản phẩm rất là được ưa chuộng của Matisse. Đó là bộ sản phẩm Corrective với cái tác dụng chính là cấp ẩm, xóa nhăn bề mặt da. Thành phần chính của bộ sản phẩm này là Hyaluronic Acid, một hoạt chất rất là quen thuộc trong ngành mỹ phẩm của chúng ta. Hyaluronic Acid còn được gọi là phân tử bọt biển vì cái khả năng giữ nước rất là đặc biệt của nó. 1 gram hyaluronic acid có thể giữ được từ 2 cho tới 6 lít nước tùy vào loại phân tử. Và trong cơ thể của chúng ta thì hyaluronic acid có mặt ở gần như tất cả các bộ phận, đặc biệt ở trong xương và sụn. Và thì hyaluronic acid tạo nên một cái độ đàn hồi và các hiệu ứng đệm cho các khớp, đồng thời còn tạo nên chất nhờn cho cái dịch khớp. Một bộ phận nữa rất là quan trọng, đấy là đôi môi của chúng ta cũng có hyaluronic acid kết hợp cùng với collagen và elastin. Khi mà làn da bị lão hóa thì lượng hyaluronic acid ở trong môi đã bị suy giảm, khiến cho đôi môi của chúng ta không còn giữ được độ căng mọng và đầy đặn như trước. Hyaluronic acid cũng có mặt ở trong các mô liên kết và đặc biệt ở trong da thì giữ tới 50% lượng hyaluronic acid của cơ thể, giữ cho lớp sợi collagen ở da luôn đàn hồi và đủ độ ẩm. Có rất nhiều sản phẩm mà trên thị trường cũng có hyaluronic acid nhưng mà thường để lại cảm giác nhớt và khó chịu và cái hiệu quả không kéo dài. Vậy những cái sản phẩm mà chứa hyaluronic acid của Matisse có gì đặc biệt? Thì trong trường hợp này thì Yến sẽ giải thích kỹ hơn như thế này, là Matisse đã sử dụng hỗn hợp 3 loại hyaluronic acid kết hợp với hai cái thành phần định hướng để cung cấp nước cho da 3D, tức là cả 3 chiều, 2 chiều trên bề mặt da và cả sâu ở dưới da. Và trong đó có một thành phần rất là quan trọng, đấy là hyaluronic acid dạng filler sphere, có nghĩa là phân tử rất là nhỏ. Và cái phân tử này đã được khử nước rồi mới được đưa sâu vào dưới da. Và khi vào da thì nó sẽ hút nước và tăng thể tích. Như vậy là sẽ đẩy những cái nếp nhăn sâu từ dưới da lên, giúp cho làn da được cấp nước, căng mọng và những cái nếp nhăn được xóa mờ ngay sau khi sử dụng. Vì vậy, những cái sản phẩm này nó đạt được một cái hiệu quả, đấy là xóa nhăn như là tiêm xóa nhăn trong thẩm mỹ công nghệ cao, chứ không đơn thuần chỉ là thoa kem dưỡng. Thì có một số sản phẩm rất là nổi trội trong bộ sản phẩm này thì Yến muốn giới thiệu tới mọi người. Thứ nhất là cái sản phẩm Hyaluronic Performance Lotion. Cái lotion này được gọi là lotion đen, rất là nổi tiếng với cả người tiêu dùng vẫn lại các chủ spa, bởi vì nó không chỉ là lotion mà nó còn là sự kết hợp giữa lotion và serum cấp ẩm. Vì vậy, khi bạn sử dụng cái sản phẩm này thì cái hiệu quả xóa nhăn và cấp ẩm cao hơn rất nhiều so với lại những lotion cấp ẩm thông thường. Và cái sản phẩm này không chỉ sử dụng tại nhà mà còn có thể sử dụng tại spa như là một serum trong những liệu trình xóa nhăn và cấp ẩm cho cái làn da lão hóa. Đi kèm với lại cái lotion đen thì chúng ta có mặt nạ Hyaluronic Flash này, có tác dụng đặc biệt cho cấp ẩm cho cái làn da bị lão hóa. Vì vậy, sự kết hợp giữa lotion đen và cái mặt nạ Hyalu cấp ẩm nó sẽ giúp cho bạn có một làn da căng mịn ngay sau khi sử dụng. Một cái sản phẩm nữa mà chúng ta không thể không mắc, đấy là Hyaluris Primer. Và sản phẩm này mà những người hay trang điểm không thể thiếu được, bởi vì nó làm cho làn da căng và mịn. Và Yến sẽ giải thích kỹ hơn về cái sản phẩm này trong một cái clip. Còn hai cái sản phẩm thường được sử dụng nhất trong bộ này, đấy chính là kem dưỡng Hyalu Performance Cream. Và cái kem dưỡng này thì hiện nay đang có cái chương trình khuyến mại rất là quan trọng. Thứ nhất là nếu bạn mua một cái kem dưỡng thì bạn sẽ được tặng một cái kem dưỡng dành cho vùng mắt. Kem dưỡng thông thường là chúng ta có cái giá là 2.050.000, nhưng mà sẽ được tặng thêm một cái kem dưỡng xóa nhăn vùng mắt có trị giá là 1.450.000. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn lựa một cái bộ quà tặng khác, đấy là nếu bạn mua một cái serum xóa nhăn cấp ẩm thì bạn sẽ được tặng một cái kem dưỡng. Và cái serum xóa nhăn cấp ẩm này có giá tiền là 2.950.000. Và cái serum này không chỉ còn có xóa nhăn cấp ẩm mà còn có tác dụng rất đặc biệt, đấy là nó kéo căng cái bề mặt da, kéo lên. Như vậy thì bạn sẽ giải quyết được cả những cái nếp nhăn mờ
những cái nếp nhăn sâu và cả độ ẩm cho làn da. Vì thế có thể nói là đây là một cái bộ sản phẩm rất là hoàn hảo, cấp ẩm và xóa nhăn cho những làn da từ độ tuổi 25 trở đi là bạn có thể dùng được rồi. Nếu bạn quan tâm tới những cái sản phẩm của Matisse cũng như là muốn hiểu thêm về hoạt chất thì hãy inbox cho Yến hoặc là theo dõi kênh để có thể cập nhật được những clip mới nhất của Yến. Xin chào và hẹn gặp lại.